Liên quan tới vụ 4 tiếp viên Việt Nam Airlines tách ma túy về nước gây xôn xao dư luận, sau khi sự việc bị phanh phui, Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành chỉ thị 1480 về việc phòng chống buôn lậu gian lận thương mại đối với nhân viên hàng không. Đặc biệt, Cục yêu cầu xử lý nghiêm người đứng đầu đơn vị và người phụ trách phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả để xảy ra vụ việc đáng tiếc. Gần 2 tuần sau khi xảy ra vụ việc, bốn tiếp viên Vietnam Airlines mang ma túy về nước dưới vỏ bọc là những tuyếp kem đánh răng. Mới đây, Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành chỉ thị 1480 về việc phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với nhân viên hàng không. Trong chỉ thị, Cục Hàng không nhắc lại vụ việc bốn tiếp viên của Vietnam Airlines tham gia việc vận chuyển hàng hóa có chứa 11,2 kg ma túy tổng hợp vào ngày 16 tháng 3. Chỉ thị của Cục đều rõ, Vụ việc gây ra sự chú ý rất lớn của công luận, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của thương hiệu quốc gia và cho thấy tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an toàn an ninh hàng không nếu không được chấn chỉnh kịp thời. Đồng thời, Cục Hàng không cũng khẳng định vụ việc cho thấy chỉ thị 2677 ngày 20 tháng 6 năm 2022 về việc phòng chống buôn lậu của các thành viên tổ bay chưa được các hãng hàng không Việt Nam triển khai thực hiện có hiệu quả nhằm tăng cường phòng chống buôn lậu qua đường hàng không cục trưởng cục hàng không việt nam yêu cầu các doanh nghiệp hàng không quy định trách nhiệm và xử lý kỷ luật người đứng đầu đơn vị và người phụ trách triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả khi để xảy ra vụ việc các doanh nghiệp này phải quán triệt sâu sắc đến nhân viên về tác hại đối với hình ảnh của đất nước và doanh nghiệp từ hành vi tiếp tay hoặc tham gia vi phạm pháp luật, chủ động tăng cường kiểm soát an ninh nội bộ đối với nhân viên hàng không, yêu cầu toàn bộ nhân sự tham gia dây chuyền vận chuyển hàng không phải làm đúng quy trình. Riêng với các hãng bay, Cục Hàng không yêu cầu tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất hành lý của tổ bay trước và sau khi kết thúc chuyến bay, xử lý nghiêm khi phát hiện vi phạm khi có vụ việc xảy ra, hãng hàng không phải chủ động bình giảng vụ việc, rút kinh nghiệm và phổ biến rộng rãi từ tất cả nhân viên trong toàn hệ thống để làm bài học cảnh tỉnh, đồng thời qua đó ra soát, bổ sung quy định để bị kín lỗ hổng nếu có. Cục hàng không giao nhiệm vụ cho các sân bay chỉ đạo lực lượng an ninh hàng không tăng cường kiểm soát người và đồ vật mang vào khu vực hạn chế, kiên quyết xử lý trường hợp vào khu vực hạn chế không đúng mục đích, vận chuyển các đồ vật không nằm trong danh sách đăng ký. Trước đó, ngày 16 tháng 3, 4 tiếp viên Vietnam Airlines bị phát hiện mang theo hành lý chứa 11,2 kg ma túy tổng hợp tư pháp về thành phố Hồ Chí Minh. Sau 6 ngày tạm giữ, cơ quan điều tra tạm thời xác định chưa có căn cứ khởi tố bị can nên tạm thời trả tự do cho các tiếp viên này. Tuy nhiên, Cục Hàng không khẳng định các tiếp viên vẫn phải chịu hình thức kỷ luật của ngành. Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra thu thập chứng cứ. Và những thông tin liên quan sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị trong các video sau.